Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái hoạt động của cái pin trên xe hybrid nè. Chúng ta vào phần mềm Onata. Rồi chúng ta chọn repair, rồi chọn đời xe. Toyota Camry Hybrid. Rồi cái này chúng ta quen rồi ha, giờ chúng ta sẽ qua nhanh thôi. Hybrid rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần đây, Hybrid Battery System. Rồi đây ha, đây chúng ta sẽ coi về cái nguyên lý hoạt động thôi ha, tức là cái phần điều khiển của nó đó, nhưng mà nó chưa có cụ thể vô là chân màu dây gì, dắt nào chưa phải vô phần sửa chữa, mà chúng ta sẽ học về phần nguyên lý đó, nó cao hơn là cái phần sơ đồ phối. Rồi bây giờ chúng ta tra tiếp cái chúng ta dùng cái thêm cái on demand. Rồi chúng ta chọn đời xe. Chọn đời xe Camry Hybrid. Rồi sửa chữa. Rồi giống như cái bài đời trước ha, video đời trước ha, chúng ta vô đây chúng ta coi coi về cái vị trí thiết bị, thì chúng ta chọn cái xe hybrid đây. Rồi chúng ta chọn cái trên này. Rồi ha, lát nó sẽ có thiết bị gì mà chúng ta cần tìm hiểu thì chúng ta sẽ tìm hiểu đây. Chúng ta sẽ kết hợp hai cái phần mềm này. Rồi chúng ta thấy nè, đây chúng ta thấy là đây là một cái cụm pin ha. Thì đây thì nó sẽ là, nó kiểu nó sẽ là như vậy nè. Đó, nó sẽ đấu như vậy. Đầu này bắt nối tiếp đầu kia. Không, đây là một cái module. Đây ha, cứ đây là một cái module. Đó, như cái này là chúng ta coi là nó là một cái module. Đây là một cái module ha. Và cứ đầu này nối tiếp với đầu kia thì nó tạo thành ra một cái block, battery block. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái block có hai thằng cái hai cái. Và khi mà nó nối với nhau thì ở đầu nó sẽ lấy ra một đầu dương, đầu âm. Rồi chúng ta nhìn lại. Rồi thì trên sơ đồ nó chính là cái này, thì nó để mà nó làm nó tách hai cái nguồn, thì chúng ta thấy nè, ở đây là một cái đầu này là đầu dương nối ra ha, đầu này là đầu âm nối ra, đây đầu này đầu dương, đầu này nối âm, đầu âm thì nó sẽ có một cái cầu chì đó, là cái mà chúng ta tháo cái cầu chì sửa chữa tháo á, là cái này nè. Đó là cái chỗ đây là cái cục pin ở phía dưới bên đuôi xe nè ha. Thì hôm bữa chúng ta đã coi cái video rồi. Đây pin đây ha, pin ở dưới đuôi xe thì nó nằm bên góc phải này. Đây là mình gắn cái cầu chì vô đó. Đó cái cầu chì này nè. Đợt trước chúng ta đã coi cái video rồi ha. Có các con cảm biến nhiệt độ nè, nó có tới 1, 2, 3, 4 con cảm biến nhiệt độ của cái pin, của cái pin đây. Đây nó ở trong, nó sẽ nằm đây nè, nó bốn con cảm biến, 1, 2, 3, 4 hay là đây nè, nói chung là nó chỗ mấy chỗ này nè, đó dây ra nè. Thì trên sơ đồ á nó là gì ở đây, 1, 2, 3 đó, đây là cái con cảm biến này, đây con cảm biến nhiệt độ đây, đây hai. Đó, chúng ta sẽ khảo sát tiếp cái này. Cái cục Battery Smart Unit này, mà hôm bữa chúng ta đã có coi rồi đó. Cái video được trước đó, chúng ta có coi này. Đây là cục pin đây. Cục pin đây. Thì đây là cái chỗ main relay nè, nó kêu main relay hoặc là junction box nè. Đó. Đây là cái bộ điều khiển nè. Này là bộ điều khiển DC, converter DC nè. Cái Battery Smart Unit này nè thì nó nằm ở dưới đây. À, khi tháo cái này ra thì nó nằm ở dưới. Đây chúng ta thấy nằm ở dưới. Thấy không? Nằm ở dưới đây. Đó, đây nằm dưới. Rồi ra cục này ha.
Rồi còn cái cục cái này là cái relay. Relay thì lát chúng ta coi sau ha. Lát chúng ta nói tìm hiểu nguyên lý đồng chúng ta nói sau. Relay thì thôi không cần phải kiếm, cái này nó đơn giản. Cái còn cái hộp ISO Hybrid Vehicle Control ISO này là cái hộp này là hộp điều khiển của xe luôn ha, vehicle luôn. Đó, nó điều khiển chung luôn. Thì đây, chúng ta nhìn trên này. Đây nó có hộp vehicle đây. Đây chúng ta thấy nè, nó nằm trên hình 18 đó. Đây thì nó sẽ nằm đây. Nó nằm ngay trong khoang máy và nằm ngay chỗ này. Sẽ nằm đây này, chỗ này. Nó nằm trong đây nè. Khúc trong đây nè ha. Đó, nằm khúc trong đây. Đây cái hộp nó nằm trong đây nè. Đó. Tức là cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ kính chắn gió đây nè. Đó, này nhìn vô là đây là chỗ này là cái van hàng nhiệt, van cái van tiết lưu của bên điều hòa nè. Đó, nó đã nằm ngay trong góc đây. Đó chúng ta thấy à, đó đây là cái bộ, đây là cái cục, cái hộp ISO vehicle đó. Thì do cái xe này là nó cũng cũ quá rồi nên là chúng ta thấy là cái dây này giờ nó bị lão hóa nè, nhìn không ra được cái màu dây luôn. Đã thấy được cái, chúng ta biết được cái cục battery smart unit này ha, nó làm nằm ở nó nằm ở cái chỗ pin và chúng ta tháo cái tension box hay còn gọi là cái main delay ra đó, đó là nó là chúng ta thấy ở cái hộp hybrid vehicle control ISO chúng ta cũng vừa coi cái này thì relay này, relay quạt ha. Rồi, còn cái này cũng là cái này với này là một nè ha, nhưng mà tại vì nó để sơ đồ nguyên lý cho chúng ta dễ coi thôi. Cái này và cái này là một á. Rồi còn cái chỗ này là cái này là cái quạt này là quạt làm mát á. Cái này là cảm biến nhiệt độ của khí nạp vào, khí nạp vào là vào cái này là cái quạt mà để nó làm mát này. Cái này là chỗ cái cầu dao tháo nè. Công tắc tháo ra, công tắc an toàn. Ở đây là quạt đây. Quạt đây ha. Đây, nó sẽ hút nó sẽ làm mát bằng không khí, nó sẽ cho tuần hoàn không khí. Rồi xong bắt đầu là nó sẽ trao đổi khí nó ra bên ngoài, lấy khí ngoài hoặc nó thải ra ngoài nữa. Rồi kế tiếp thì ở đây chúng ta thấy đây là cũng là cái hộp trên đây là battery smart unit, còn hộp này là inverter with converter. Đó là cái cục này nè ha. Cục này đây là cục này, thì cái cục này á nó sẽ điều khiển cái gì, nó sẽ điều khiển hai cái relay này. Hai cái relay này là cái nào, hai cái relay này là hai cái cục này, này. Hai cục này ha. Một cái là đây, chúng ta thấy là một cái là SMRB và một cái là SMRG, tức là một cái nó điều khiển là ngắt mát và một cái là nó điều khiển là ngắt ngắt dương. B là battery, G là ground. Hao như chúng ta thấy ha, cục này nè ha, cục này là converter đó và boost converter. Đây là cái đám này là nằm ngay đây, đây nó nằm ngay đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý hoạt động đó ha. Cái hộp smart này nè, battery smart này nè, nó sẽ nhận các tín hiệu điện áp từ bình nè, nhận các tín hiệu điện áp từ bình và nó nhận tín hiệu nhiệt độ nè, từ các cảm biến nhiệt độ nó nhận vào để, nói chung để chi, đây là các đầu vào của bình đây nè.
xong sau đó nó sẽ giao tiếp, nó sẽ giao tiếp với thằng hộp vehicle. Thì cái hộp vehicle này chính là cái hộp chính trên xe hybrid này, vehicle đó là hộp tổng đó. Thì chúng ta thấy nè, trên mặt điện này vậy thì tức là cái hộp tổng này nó sẽ điều khiển là có cấp nguồn cho thằng battery smart hay không nè, bằng cách là nó sẽ cấp dương vào cái cuộn dây này. Nó sẽ cấp dương vào cuộn dây này. Khi cấp dương vào cuộn dây này thì tiếp điểm relay này đóng vào thì nó sẽ cấp điện dương vào cái chân IGC1 này. Và nó sẽ giao tiếp bằng hai chân này, BTH cộng và BTH trừ này, với thằng hộp Vico. Rồi kế tiếp đó là chúng ta nhìn thấy theo sơ đồ vậy ha. Rồi kế tiếp ha. Kế tiếp là cũng cái hộp Vico này luôn thì nó sẽ điều khiển một cái relay. Đây chúng ta thấy là cái trên cái cuộn dây relay này á, thì lại là đấu âm sẵn rồi. Rồi còn cái hộp Vico này là điều khiển cấp dương. Còn đối với lại cái bát fan này nè, cái relay này nè, thì á, là cuộn dây relay á, lại được cấp dương rồi. Bây giờ đầu còn lại là nó sẽ được đưa về cái hộp Vico. Thì cái hộp Vico này á, sẽ cấp âm. Đó, khi mà nó ra điện âm thì cuộn dây cái tiếp điểm này nó sẽ đóng lại, thì điện đây dương này nó sẽ vào, nó sẽ cấp điện cho cái cấp nguồn cho cái quạt. Nhưng mà điều khiển này quạt này cho quạt quay không là cũng phải phụ thuộc vào thứ nhất là thằng hộp Vico và thứ hai là thằng battery smart đó, thì nó sẽ điều khiển dựa vào tín hiệu của gì, dựa vào tín hiệu của điện áp nè, của cái pin nè, và cái cảm biến của các cảm biến nhiệt độ của pin nè, và cảm biến của nhiệt độ mà cái khí nạp vào đó. Chúng ta nhớ, chúng ta phân biệt đây là cái cảm biến không khí nạp vào là để làm mát cái pin nha, chứ không phải là của bên động cơ mà chúng ta thường biết. Rồi tiếp theo qua trên cái phần này thì nó sẽ có thêm một cái nữa là chúng ta làm quen nữa, là nó là cái thằng battery current sensor. Đây là một cái cảm biến dòng của pin. Bình ắc quy 12V á, thì thường đây nè, nó có cái cục mà chúng ta thấy mà nó gắn ngay chỗ cực dương luôn nè. Đó là cảm biến dòng. Còn trên xe này thì nó là dài ngắn á. Thì thường là chúng ta hay thấy cái bên xe Toyota Prius á thì nó có, thì đây nó là cảm biến dòng này nè. Đây chính là cảm biến dòng. Nó sẽ biết dòng. Đây. Chúng ta thấy nó sẽ có một cái dây điện nè, nó đi qua đây là cái tròn. Nó giống như kiểu như là cái ampere, cái đồng hồ ampere kẹp đó. Ampere kẹp á. Ta nhìn qua sơ đồ này chúng ta thấy nè, không? Thì cái đầu A bên đây. Đây đầu A bên đây tức là đầu dương đó. Đầu dương nó sẽ đi qua cái battery sensor này. Đó, từ trong cái bình á nó đi ra, nó đi qua bên này. Thì hồi cái video trước chúng ta coi, chúng ta thấy nè. Đây hai dây này nè. Hai dây mà nó có cái bọc lớp bọc ngoài đây nè. Đó là một trong hai dây này sẽ có là một dây dương và một dây âm. Thì một cái dây á nó sẽ đi qua cái cảm biến dòng đó. Đây theo như trong sơ đồ đây ha, nó sẽ đi qua cái cảm biến dòng đây, đó là cực dương. Thì nó sẽ vào cái SMRB. SMRB đó là tức là cái relay mà nó điều khiển nhau dương á hay là âm á. Đây chúng ta nhìn lên đây coi nè. Thì nó sẽ là một trong hai thằng này. Thì nó cụ thể là nào thì chúng ta sẽ coi trong cái video sau. Đây nó là một trong hai này. Rồi xong sau đó là nó sẽ đi vào cái bộ converter là bộ này. Đây nó đi vào bộ này. Một trong hai cụm này sẽ cho đi vào bộ này. Chúng ta thấy đây. Nhìn lại ha. Đây là đầu dương A. Đây đầu dương A đi qua đây, xong mà đi qua cái relay. Thì relay là cái này. Đây một trong hai cái này, giờ không biết là cái nào. Video sau chúng ta sẽ biết. Rồi xong mà đầu nó mới đi vào trong cái boost converter này. Rồi. Tiếp. Cái đầu B. Đây, cái đầu B tức là cái đầu của cực âm đó. Đó thì nó sẽ đi vào cái relay còn lại và nó là SMRG là ground đó. Đây.
đó, xong bắt đầu nó cũng vào cái boost converter này. Rồi lúc này á, lúc này thằng nào nó điều cái gì, nó sẽ điều khiển hai cái relay này, đó là cái cục hybrid vehicle, cục vehicle đây, cục vehicle này nó sẽ xuất ra điện dương, thì cái relay này đóng lại và nó sẽ đưa điện tới cái thằng boost converter. Tương tự như vậy, cái thằng SMRG này cũng vậy ha, thì nó sẽ đưa ra điện dương để đóng cái tiếp điểm này lại, đưa về cái boost converter này. Ở đây chúng ta thấy có một con điện trở ở đây, thì trở cái bài sau đi ha, bài sau chúng ta sẽ coi cho nó rõ hơn. T-Smart này nè, nó sẽ nhận cái đầu vào của nó là ha, cái cảm biến của dòng nè, cảm biến dòng nè ha. Rồi nhiệt độ nè, là mấy con sensor nãy đó, nhiệt độ của cái pin cao áp á. Rồi và cái điện áp đây, nó nhận từ mấy thằng này nè, nè nó nhận điện áp từ mấy thằng này, mấy cái chân này đó, từ VB1 rồi GB0 cho đến VB17, rồi các chân này đó, thì nó biết được cái nhiệt độ nè và điện áp nè. Cái tín hiệu này nó sẽ gửi về cái CPU, nó gửi về cái mạch phát hiện ra, cái mạch mà điều khiển điện áp, cái mạch mà phát hiện ra rò rỉ, cái mạch phát hiện ra điện áp, rồi xong sau đó là nó qua CPU này xử lý, và nó sẽ quyết định là điều khiển quạt làm mát và gửi tín hiệu, đây nó gửi tín hiệu về cho cái hộp ISO, hộp ISO, xong rồi hộp ISO này nó sẽ giao tiếp với lại thằng thằng IC ISO này,